Xin kính chào toàn thể các bác. Mấy năm trước ấy, các bác để ý trên kênh YouTube của em ấy, thì em có giới thiệu cái mẫu súp hầm 30 sử dụng là củ bát B3 đấy, và mạch active hay là gọi là mạch trắng phay nhôm. Thì đến thời điểm hiện tại, nhưng mà bây giờ em đã nghiên cứu và tạo ra một cái mẫu súp hầm 30 thùng đa năng. Thùng này thùng đa năng nhé. Thùng này gọi là thùng BC S12. Thùng này là cái thùng cao cấp, nên là con này thì thùng này thì giá nó rất là đắt nhá. Như các cái mẫu súp đơn 50 hàng cao cấp bên em mới chỉ có bán vào 2,2 triệu một chiếc. Nhưng con này bán là thùng súp đơn 50 là thùng súp đơn hầm 30 cái thùng không thôi là đã 2,2 triệu rồi các bác nhá. Tại sao lại đắt thế? Bởi vì là bên trong sử dụng là cái gỗ này là gỗ đỏ, gỗ cao cấp, gỗ dán, gỗ đỏ cao cấp đấy. Còn nếu như cấu hình như thế này em lắp lên và bán cho các bác thì nó sẽ là vào 3,1 triệu một quả và bao ship cho các bác nhé. 3,1 triệu một chiếc. Đây là cái mẫu súp đơn 30 thùng thiết kế của form B và C. Đấy, thùng form của B và C, tức là cái form thùng này là của hãng BNC Speaker, design và thiết kế. Kích cỡ nó khá là to, nhưng con thùng này nó sẽ ra được chất mà nhiều cái loa thùng súp 30 không thể nào làm được. Nó làm được cái điểm mà nhiều cái loa không làm được. Thì đây, trên đây em giới thiệu tổng quan nhé. Lát nữa em sẽ lắp vào và test thử demo với một chiếc loa full 30 để các bác cùng nghe thử xem như nào. Thì đây, trên đây em sẽ giới thiệu qua về như thế. Thùng này thì em đang làm phiên bản cao cấp và giá thì nó là 2,2 triệu một cái vỏ này. Một cái vỏ này vào bao ship, tiền ship nó vào 400-500 nghìn. Nên là tính đâu đó nó chỉ có vào 1,6 triệu tại cửa hàng thôi. Đấy. Thùng cao cấp nhá, thùng gỗ dán cao cấp. Còn cái thùng như thế này mà đóng với gọi là cái gỗ rẻ tiền hơn, cũng là gỗ dán nhưng rẻ tiền hơn, thì giá nó đâu đó nó cũng chỉ là vào khoảng tầm 1,6 triệu vào bao ship cho các bác. Nhưng mà em nói luôn nhá, tiền nào của đó. Đấy. Tiền nhiều và tiền các bác mua cái sản phẩm mà giá trị của nó cao hơn bình thường khá nhiều ấy, thì nó sẽ đổi lại một cái chất lượng nó hoàn toàn xứng đáng với giá trị tiền mặt các bác bỏ ra. Tôi không đinh tinh liên thuyên nhé. Bây giờ em sẽ nắp vào vệ sinh qua, sau đó là để demo cho các bác nên xem nó đánh thì phải gọi là kinh hồn bạt vía luôn. Con này có công suất khởi chạy là 350W và công suất chương trình là 700W, công suất peak là 1400W trên cái cụm loa, trên cái thùng như thế này. Đây là mẫu vỏ thùng đa năng nhé, nó hợp với tất cả các dòng cụm loa bass 30, full được, súp được. Đấy. Cứ miễn là cái màng loa nó dao động khá là được, và nó sẽ khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn của cái cụm loa trên cái thân thùng. Đấy, ok. Trên đây thì em giới thiệu qua rồi, nên các bác nào cũng quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Cấu hình em đang sử dụng demo đây là cấu hình trung bình rẻ. Còn em sẽ kiếm được một vài cái cụ nó bát thật sự là cao cấp và lắp thử vào đánh demo cho các bác cùng xem. Bây giờ em sẽ test một chiếc Super Bass 30 và một chiếc siêu phóng nổi. Đấy, một chiếc siêu phóng nha. Con loa 30 kia một con nó kêu cả vùng nghe tít mùng luôn. Và con súp kia gọi là nếu như để trong phòng thì đủ nghe, còn ra ngoài trời thì thôi các bác bỏ qua đi. Ra ngoài trời thì 40-50 nó vẫn hiệu quả hơn nhiều. Còn nếu chơi gia đình thì 30 con kia chơi gia đình rất là ok. Nhưng hôm nay em sẽ demo ngoài trời để các bác cùng nghe thử khi đánh ngoài trời nó như nào, và các bác kê trong phòng nó đánh sẽ ác kinh khủng luôn các bác nha. Đây là âm lượng của một chiếc súp và một chiếc full. Full đang em đang để là rất hạn chế. Súp bây giờ là đang đánh với công suất chương trình là 800W. Công suất chương trình của con ba súp kia là có vào 700W thôi. Nhưng mà bây giờ công suất đầu ra đang là 800W. Nên em sẽ quay dàn máy đẩy cho các bác cùng xem. Đánh rất là nực. Và cái chiếc loa full này giờ gần như là mở còn chưa đủ công suất khởi chạy. Súp này
cao su. Và lúc đó thì nó đánh sẽ được áp lực lớn hơn rất là nhiều các bác nhá. Dàn máy em đang sử dụng ở đây. Đây là cái cấu hình dàn máy em đang sử dụng nha. Em đang cắt trên cái con vang này nên trên nó full là 200Hz. HPF là 204Hz. Và con này đang cắt ở súp. HPF là 19Hz và NPF là 125Hz. Con đẩy này là 800W. Nhưng mà đang dồn hai kênh vào thì ưu thế là vừa ấy là nhỡ mồm. Bây giờ nó đang là 1600W. Tức là nếu mà con này mà hiện clip một lúc nữa là chắc có khi con loa này đang nghịch lúc sau khói lên. Các bạn đánh rất là mạnh. Con đẩy này đang đánh cho chiếc loa full với công suất đang dồn kênh dry nhá là 700W. Rất khỏe. Là mọi thắc mắc ý kiến đóng góp thì các bác cứ alo trực tiếp cho em nhé. Đồ của em là có thế thôi. Em có nhiều đồ chơi lắm, nhiều hàng chất lắm. Đấy. Nhưng mà sẽ từ từ em sẽ quay cho các bác. Nhiều những cái sẽ quay cho các bác mà các bác không thể tưởng tượng được. Tại sao em lại có những cái hàng nó chất như thế, hiếm như thế, xịn như thế. Trên đây giới thiệu các bác là cái loa súp 30 sử dụng cho gia đình hoặc không gian hẹp những yêu cầu áp lực vừa phải hoặc là mạnh. Về so sánh giữa con này và cái con SC à cái con TH118N thì TH118N nó sẽ được cái giải tầm 80 đến 150Hz được búp lên khá là nhiều nhá. Còn con này thì nó gọi là flat cân bằng thôi. Đấy. Thì trên đây là video giới thiệu về cái mẫu loa súp gọi là dựa trên cái khuôn như thế, nhưng bát này là đắp chưa đúng á. Khả năng là kiếm cái bát gân cao su ấy. Mấy hôm nữa em sẽ demo với cấu hình tương tự và sử dụng là củ bát gân cao su và đánh thử cho các bác cùng xem nhá. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là phương thức mua bán giao hàng. Giá rất hợp lý. 3,1 triệu bao ship. Súp này là 3,1 triệu một quả nhá, các bác tưởng một đôi là dở hơi đấy. Và full này là 6,2 triệu và bao ship luôn. Tép 750 và bát côn 76, tép côn 74. Cuộc chiến không cân sức giữa súp và phun. Súp này chưa gia đình, con phun này chưa ngoài trời. Đấy. Ok. Thì trên đây là video giới thiệu sản phẩm nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.